Đến hôm qua, thì các trường đại học đã hoàn thành công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Và năm nay thì được biết là điểm chuẩn nhiều ngành tăng cao, nhất là các ngành thuộc khối C00 đã vượt là 29 điểm và gần chạm ngưỡng tuyệt đối. Thực tế thì việc tăng điểm chuẩn này đã được dự báo trước khi phổ điểm thi các môn đều tăng. Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tăng mạnh ở hầu hết các ngành, nhất là khối C00. Đặc biệt, ba ngành quan hệ công chúng, báo chí và Hàn Quốc học có mức điểm chuẩn gần chạm nóc, lần lượt là 29,1, 29,03 và 29,05. Điểm trung bình chung của khối Khoa học Xã hội thì đều cao hơn so với cái phổ điểm năm 2023, và vì vậy thì cái tỷ lệ mà các cái thí sinh đăng ký vào cái khối C00 cao hơn và điểm chuẩn thì cũng thường cao hơn các cái tổ hợp khác trong cùng một mã ngành từ 0,5, thậm chí là có những ngành là đến 3 điểm. Tăng điểm chuẩn cũng ghi nhận ở các trường thuộc khối ngành kinh tế, từ 25 đến 27 là mức điểm chuẩn của trường Đại học Thương mại. Thấp nhất là 25 thì so với năm 2023 là tăng 1 điểm. Và đặc biệt là các ngành chương trình đào tạo mới của nhà trường, đó là chương trình định hướng chuyên sâu ngành nghề quốc tế, thì điểm chuẩn là mức từ 25 đến 26. Và đây là các chương trình mới, nhưng mà cái kết quả xét tuyển và điểm như vậy là rất là tốt đối với lại nhà trường, và nó là cái bước đầu thành công đối với lại các cái chương trình đào tạo của nhà trường sẽ định hướng phát triển tiếp theo trong những năm học tới. Theo quy định, thí sinh sẽ xác nhận nhập học trực tuyến và kết thúc trước 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Từ ngày 28 tháng 8 đến tháng 12 năm 2024, các trường sẽ tuyển sinh đợt bổ sung. Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.